Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. 6 địa phương cách ly người từ vùng dịch về quê ăn Tết. Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định yêu cầu người trở về từ các địa điểm dịch phải cách ly tập trung từ 14 đến 21 ngày và xét nghiệm COVID-19. Ngày 3 tháng 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng yêu cầu cách ly tập trung những người trở về từ Hà Nội, gồm xã Tiên Thắng, huyện Mê Linh, phường Quan Hoa, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, phường Xuân Phương, Uy Nỗ, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Người về từ những địa điểm khác thuộc các huyện Mê Linh, quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm phải tự cách ly tại nhà. Người về từ huyện Đông Anh, quận Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, ngoài những địa điểm nêu trên, phải khai báo giám sát y tế. Tương tự, người từ các địa phương khác về Hải Phòng phải cách ly tập trung gồm xã Lâm Thao, huyện Tương Tài, tỉnh Bắc Ninh, xã Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình và xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, xã La Trô, La Mờ Rơn, Kim Tân, Chư Cờ Răm thuộc hai huyện La Pa, Cờ Rông Ba, tỉnh Gia Lai, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một và xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Những nơi khác của huyện trên khi về Hải Phòng tự cách ly tại nhà. Thừa Thiên Huế từ 12 giờ ngày 3 tháng 2 sẽ cách ly 21 ngày xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR xét nghiệm khẳng định bằng máy với những người đến từ Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, các quận, huyện thuộc Hà Nội được Bộ Y tế công bố có điểm dịch, khu vực, địa điểm do Bộ Y tế cập nhật là điểm dịch. Tỉnh bố trí khu cách ly tập trung do quân đội quản lý ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang. Người dân từ các địa phương khác đến Thừa Thiên Huế bắt buộc khai báo y tế. Người đến từ địa phương đang có dịch, ngoài các điểm đang có dịch tự cách ly 21 ngày tại nhà. Tỉnh cũng thống nhất toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cảng Thuận An, cảng Chân Mây, ga Huế, bến xe phía Bắc, bến xe phía Nam sẽ được xét nghiệm PCR. Các hoạt động lễ hội, sự kiện đông người chưa cấp thiết tạm dừng. Tại Nghệ An, ông Nguyễn Văn Định, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, CDC cho biết, tất cả những người từ các địa bàn đang bị phong tỏa hoặc giãn cách xã hội trở về đều thuộc diện cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Những người có mặt vào thời gian F0 đã đến ở các địa điểm do Bộ Y tế thông báo đều phải khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tập trung hoặc tại nhà theo quy định. Các trường hợp khác từ ngoài tỉnh trở lên đều phải khai báo y tế, theo dõi tại nhà và liên hệ với y tế địa phương khi có triệu chứng như ho, sốt, khó thở, tức ngực để được tư vấn. Tại Hà Tĩnh, tối ngày 2 tháng 2, Sở Y tế ra thông báo trường hợp phải cách ly tập trung từ 14 ngày thuộc diện có tiền sử tiếp xúc gần với F1 với người đến và về từ khu vực có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội, các nơi có ca nhiễm nCoV từng đến, vùng bị phong tỏa như Đại học FPT tại Hòa Lạc, Thạch Thất Hà Nội, thành phố Chí Linh, Hải Dương, sân bay quốc tế Vân Đồn, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, F2 được yêu cầu cách ly tại nhà, tránh tiếp xúc 2 mét với các thành viên trong gia đình, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Ngoài những địa điểm trên, người về từ các nơi khác phải khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu có các biểu hiện như ho, sốt, đau họng phải đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Chiều ngày 3 tháng 2, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Trịnh Hữu Hùng cho biết người lao động, người dân về quê đón Tết sẽ tùy vị trí mới về cách ly hay không. Cả nước hiện có 52 địa điểm được coi là vùng dịch, theo công bố của Bộ Y tế và quy mô khác nhau có thể là nhà hàng, có thể là khu phố, có thể là xã phường hoặc lớn hơn là thành phố như Chí Linh, Hà Long. Những người từng sinh sống ở các điểm có dịch khi về quê phải cách ly tập trung, còn vị trí khác có thể không, ông Hùng nói. Tỉnh Nam Định sẽ lập danh sách những người trở về từ các điểm có ca nhiễm COVID-19 để cách ly, quản lý theo quy định. Người đi qua hoặc trở về từ các điểm dịch có khai báo y tế cách ly tại nhà 14 ngày. Nếu xuất hiện triệu chứng ho, khó thở thì đến ngay cơ sở y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ truy vết cách ly những người tiếp xúc gần hoặc có liên quan với ca nhiễm COVID-19. Ngoài ra, tỉnh Hà Nam yêu cầu người về từ Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng có dịch đến cơ quan y tế khai báo kiểm tra sức khỏe. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Xót xa hình ảnh 75 trẻ mầm non ở Hải Dương mặc áo mưa đi cách ly. Ông Vũ Hồng Hải, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Kinh Môn, Hải Dương cho biết,
Đến thời điểm này, 75 trẻ em trường mầm non Bạch Đằng đã cùng người nhà ổn định trong khu cách ly. Phòng Giáo dục và Đào tạo đang vận động kêu gọi trong ngành ủng hộ vật chất, tinh thần để các cháu có Tết ấm áp. Theo ông Hải, đến thời điểm này, toàn thị xã Kinh Môn đã có 6 học sinh mắc COVID-19, trong đó có 2 trẻ mẫu giáo và 4 học sinh bậc tiểu học, buộc hơn 160 em phải đi cách ly tại các điểm trường. Riêng ở trường mầm non Bạch Đằng, tối ngày 1 tháng 2, sau khi phát hiện F0, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã yêu cầu truy vết F1, nhà trường gửi thông báo và lập danh sách có 71 trẻ em liên quan, sau đó lên con số 75. Vì trẻ ở độ tuổi nhỏ quá nên phải thống nhất phương án mỗi cháu có một người thân gồm bố hoặc mẹ hoặc ông, bà đi theo để chăm sóc. Phía nhà trường cũng đã cử 10 giáo viên, trong đó có 5 giáo viên F1, 5 giáo viên là quản lý, ban giám hiệu cùng đi vào khu cách ly để tổ chức chăm lo cho các cháu. Trong trường có TV, có giáo viên nên sẽ tổ chức cho các cháu các giờ thể dục vận động. Cơ sở vật chất không thiếu thốn, nhưng các hoạt động phải tuân thủ quy trình phòng dịch nên các cháu sẽ gò bó thiệt thòi, ông Hải nói. Về ăn uống, ban đầu nhà trường quy định tổ chức nấu ăn cho trẻ và người nhà, tuy nhiên ban chỉ đạo thị xã phải chốt phương án sẽ cung cấp suất ăn để đảm bảo an toàn đồ dùng một lần. Ông Hải cũng cho biết, trong trường mầm non về cơ bản có đầy đủ TV, bình nước nóng lạnh, chăn gối, những vật dụng sinh hoạt cơ bản cũng được ban chỉ đạo cung cấp. Các gia đình cũng mang thêm đồ vào bữa nên không thiếu thốn. Phía phụ huynh khi hay tin đều rất hoang mang, lo lắng, nhưng cũng may họ đồng thuận để cách ly, sẵn sàng tinh thần đón Tết cùng con và nhà trường. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo đang lên kế hoạch để các cá nhân, đơn vị trong ngành ủng hộ tinh thần vật chất cho các con có Tết đầm ấm, đỡ thiệt thòi. Con học đang cách ly ở các điểm khác đến nay cũng đã nhận được phần quà của các cá nhân, đơn vị nên cơ bản các con không thiếu thốn. Cô Nguyễn Thị Bích, hiệu trưởng trường mầm non Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, vẫn chưa hết xúc động khi đã đưa hết số trẻ thuộc diện F1 vào khu cách ly. Cô nói chỉ hy vọng các con có kết quả âm tính để đón Tết vui vẻ. Theo bà Bích, hiện các cháu đã ổn định tình hình, được lấy mẫu xét nghiệm trong điều kiện đứng giãn cách, đeo khẩu trang và sát khuẩn. Trường mầm non Bạch Đằng được chọn để làm điểm cách ly tập trung, mỗi cháu được phát một chiếc áo mưa, ngồi cách nhau để giảm thiểu tiếp xúc, nguy cơ lây nhiễm. Bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho biết, vì đối tượng cách ly là trẻ mầm non, cần có người chăm sóc, nên phụ huynh của các bé cũng được vào khu cách ly cùng con, mỗi bé sẽ có một phụ huynh đi kèm để tiện chăm sóc. Cô Bích cho biết, những ngày qua chính quyền đã hỗ trợ 4 bình nóng lạnh, 200 giường để tạo điều kiện cho các cháu cách ly thoải mái hơn. Các cá nhân đơn vị cũng đang hỗ trợ thực phẩm tươi và một số đồ dùng thiết yếu. Ăn 30kg cam để không phải trả giá cước hành lý. 4 hành khách ăn hết 3 yến cam trong vòng 30 phút để không phải trả thêm 47 USD tiền cước hành lý. Trong chuyến du lịch Côn Minh tháng 1, 4 hành khách đã mua một thùng cam giá 7,8 USD để mang về làm quà. Khi làm thủ tục tại sân bay của tỉnh Vân Nam, họ được thông báo hành lý quá cân và phải đóng thêm 47 USD. Một trong 4 vị khách cho biết họ không đủ khả năng chi trả số tiền trên, vì vậy mọi người quyết định ăn hết thùng cam nặng 30kg ngay tại quầy cân hành lý. Do ăn quá nhiều cam chua một lúc, các vị khách bắt đầu bị loét miệng ngay sau đó. Chúng tôi cứ đứng đó và ăn hết tất cả, mất khoảng 20 đến 30 phút. Chúng tôi không bao giờ muốn ăn thêm quả cam nào nữa, một người cho hay. Câu chuyện này gây chú ý trên mạng xã hội, một trong những số bình luận nhận được nhiều lượt yêu thích nhất là hướng dẫn chỉ cách cho 4 người đàn ông, không phải đóng tiền phạt. Sao họ không chia số cam ra làm 4 và mỗi người xách 7kg hành lý xách tay lên máy bay, như vậy họ vẫn mang được qua về.